Hello everyone, chào các bạn. Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 8 Brighton, và hôm nay chúng ta sẽ làm những cái bài tập liên quan đến phần từ vựng trong cái những cái đơn vị bài học trong sách giáo khoa. Ok, bài tiếp theo của chúng ta, chọn favorite form verb gì? Trong này chúng ta chọn A, B, or C, or D. Ok. Chúng ta đã có những cái từ entertain, đó là động từ, entertainer danh từ, entertaining tính từ, entertainment danh từ. Bây giờ chúng ta coi này. Cái dạng mà giải trí yêu thích của John đó là đi xem phim. Ở đây chúng ta chọn câu D. Ok, câu D, entertainment. Câu số 9, the best thing, cái điều tốt nhất nói về Việt Nam đó là cái gì, của mọi người? Đó là tình hữu nghị. Ok, chúng ta đang cần một danh từ, tình hữu nghị của mọi người. Ở đây chúng ta chọn cái danh từ đó là friendliness nha. Xuống câu số 10. Câu số 10 của chúng ta, there too much, có quá nhiều cái gì trong không khí bởi vì xe cộ và nhà máy. Vậy ở đây chúng ta đang cần một danh từ nhé, một danh từ ô nhiễm đó là pollution. Ở đây chúng ta cũng có danh từ là pollution nhưng là tác nhân gây ô nhiễm không khí nha, đây là tác nhân gây ô nhiễm không khí. Chúng ta chọn câu C, pollution. Rồi sang cái câu tiếp theo. Vậy thì trong cái bài này các bạn cần phải nhớ này, ví dụ từ beauty ấy, từ beauty của chúng ta nó có động từ đó là beautify. Beauty là danh từ, beautify là động từ, beautiful là tính từ, beautifully là trạng từ, entertain là động từ, entertaining là tính từ, entertainer là danh từ, entertainment là danh từ, friend là danh từ, friendly là tính từ, friendliness là danh từ, friendship là danh từ, tình bạn. Câu số 4, history là môn lịch sử, historic là tính từ, historical cũng là tính từ, historian là danh từ, noise là danh từ, noisy là tính từ, noisily là trạng từ, peace là danh từ, peaceful là tính từ, peacefully là trạng từ, pollute là động từ, polluted là tính từ, pollution là danh từ và pollutant cũng là danh từ. Rồi. Rồi qua cái bài bên này thì chúng ta có đây là unit 2 rồi. Nha, unit 1 thì chúng ta tạm thời là tới đó.